Đà Đông xin chào các bác, xin chào anh em. Cửa hàng giới thiệu chi tiết cho anh em một mẫu âm ly rất bình dân, giá 1.500.000 đồng. Nó là mức giá mà gần như ai cũng có thể tiếp cận được để anh em chơi. Anh em có thể mua dùng nó mục đích gì cũng được. Anh em nghe nhạc trong phòng ngủ, phòng làm việc hoặc là phòng khách, hoặc là anh em ở quán cà phê, phòng trà, đấu con âm ly này vào. Phải nói là mức giá quá rẻ luôn để anh em sử dụng. Vẫn đảm bảo là hàng bãi zin, hoạt động ok. Mặt phay nhôm anh em nhá, size 43, 43.5. Mời các bác cùng thưởng thức chất âm. 1.500.000 đồng thôi, giá tại cửa hàng. Đánh rất khỏe luôn, cửa hàng đang đấu vào đôi loa bass 25 đằng kia. Chơi nhẹ nhàng, đơn giản luôn. Con âm ly này thì gần như anh em không cần phải chỉnh gì cả, chỉ cần đấu nhạc vào, vặn volume. Và đây là đường vế trái vế phải. Đây là to nhỏ của tín hiệu đường vào, lúc nguồn. Và để chế độ effect này, volume hiện số điện tử. Anh em cấp mỗi nhạc, đấu dây loa và là nó hoạt động ok. Hàng bán ra đảm bảo zin cho anh em, tiếng rất khỏe luôn. Một mức giá 1.500.000 đồng, gần như ai cũng có thể chơi được, ai cũng có thể mua được. 100V, 110W, chạy xò than, rất nhiều xò than bên trong anh em nhá. Đây là đường cắm tín hiệu input, đây đường ra loa. Đó. Tiếng khỏe. Thường thì với mức giá 1.500.000 đồng này, nó sẽ không được một con âm ly khỏe như này đâu anh em nha. Phải nói con này rất khỏe luôn. Hình thức đẹp, hình thức anh em có thể thấy mặt tiền, mặt phay nhôm, màu xám đồng chuột, rất mới luôn mặt tiền. Biết em sẽ buồn vì thường anh sẽ rơi bên. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Yamaha 105 DSP 105.